Xin kính chào quý vị, tôi là Huyền Trang, người dẫn chương trình của kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Các bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy cùng Huyền Trang theo dõi những tin tức mới nhất về diễn biến dịch bệnh đáng chú ý trong 24 giờ qua. Theo Sở Y tế, số ca mắc mới, ca nhập viện và ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng. Đồng thời, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành khu vực phía Nam vẫn còn diễn biến phức tạp và sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron trên thế giới. Căn cứ vào thực tế và các kịch bản ứng phó tương ứng với các tình huống diễn biến của dịch bệnh, Sở Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố nghiêm túc tái cấu trúc và chức năng bệnh viện để thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Các cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo. Ngoài ra, các bệnh viện cần rà soát, tái cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung, điều trị COVID-19 và các bệnh lý thông thường khác. Riêng các khu cách ly COVID-19 tại tất cả các bệnh viện cần củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn vị COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19, trong đó đảm bảo mỗi đơn vị COVID-19 có số giường tối thiểu bằng 10% tổng số giường của cả bệnh viện, chưa bao gồm số giường của khoa đơn vị hồi sức COVID-19. Sở Y tế đề nghị tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa không thuộc các bệnh viện chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện tách đôi, khẩn trương xây dựng kế hoạch với quy mô giường điều trị và hồi sức COVID-19 nếu có, để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị trong tình hình mới, gửi về sở chậm nhất trước ngày 10 tháng 12. Sở Y tế cho biết, hiện thành phố có 4 bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị COVID-19, gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trưng Vương, An Bình, huyện Củ Chi, tiếp tục nhiệm vụ chuyên thu dung điều trị COVID-19. Các bệnh viện đã tách đôi, tức có khối nhà riêng biệt, có cổng và lối đi riêng, thực hiện nhiệm vụ điều trị COVID-19 bao gồm Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Phạm Ngọc Thạch, Từ Dũ, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Nhi Đồng thành phố, tiếp tục nhiệm vụ chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 ở một nửa tách đôi dành cho COVID-19. Tổng quy mô giường bệnh của các bệnh viện chuyển đổi công năng chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 khoảng 4.300 giường. Sở Y tế đề nghị các bệnh viện chuyển đổi công năng và các bệnh viện tách đôi cập nhật lại quy mô giường bệnh dành cho công tác điều trị COVID-19, gửi về Sở Y tế trước ngày 10 tháng 12 để xem xét, trình UBND TP điều chỉnh quyết định. Thông tin khác rất quan trọng liên quan đến tâm dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế, công an, quân đội đã phối hợp chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện. Biến chủng này lây lan nhanh hơn 500% so với biến chủng Delta. Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá về năm 2021 của thành phố. Đại dịch COVID-19 đã gây tác hại rất nghiêm trọng đến kinh tế xã hội, đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp, lĩnh vực đã trụ vững và quay lại thị trường, nhưng cũng còn một số hạn chế bất cập, máy móc cứng nhắc. Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời điểm biến chủng Delta đang hoành hành ở khắp nơi, thế giới lại phải đối mặt với biến thể mới mang tên Omicron rất đáng quan ngại. Nhiều nước đã phản ứng ngay lập tức bằng các biện pháp mạnh trước sự lây lan mạnh mẽ của biến thể này. Biến chủng lây lan nhanh hơn 500% so với biến chủng Delta. Các nhà khoa học đang tập trung đánh giá mức độ nguy hiểm Omicron. Tuần trước, 10 nước trên thế giới xuất hiện biến chủng mới. Đến nay, 22 nước đã ghi nhận nhiễm, ông Nguyễn Văn Nên phân tích. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm, Thủ tướng vừa qua đã có chỉ đạo về việc chuẩn bị trước trong trường hợp nhiễm biến chủng Omicron xâm nhập. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế, công an, quân đội đã phối hợp chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện tại địa bàn. Trong công tác phòng chống dịch thời gian qua, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá, thành phố đã rút ra nhiều bài học rất quan trọng, trong đó đại dịch đã giúp Đảng bộ, chính quyền thành phố nhìn rõ tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn gian khổ của cấp ủy, tổ chức đảng chính quyền các cấp. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thẳng thắn nêu, tuy vậy chúng ta cũng nhìn nhận tổ chức bộ máy của thành phố còn bộc lộ nhiều bất cập về mất cân đối giữa dân số với bộ máy quản lý, nhất là về y tế cơ sở, đội ngũ cán bộ, có cả cán bộ cốt cán, từng cấp còn có lúc, có nơi, có việc, có người thiếu trách nhiệm, tâm huyết, thiếu bản lĩnh, biểu hiện tiêu cực, né tránh, ngại khó, ngại khổ. Như vậy có thể thấy, khi ca COVID-19 tăng, ngành y tế, công an, quân đội đã phối hợp chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi biến chủng mới xuất hiện tại địa bàn, và chắc chắn mọi phương hướng bảo vệ người dân trước biến thể Delta hay là Omicron đều sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh tính toán kỹ lưỡng. Tin tức tiếp theo đến từ Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định, đặc biệt lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký công điện 1662 về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine, quản lý điều trị người bị nhiễm COVID-19. Theo công điện, những ngày gần đây, số ca tử vong do COVID-19 có xu hướng gia tăng. Trong các nguyên nhân có bất cập trong quản lý, hỗ trợ điều trị người bị nhiễm COVID-19 dù đã đủ vaccine, nhưng vẫn còn một số lượng đáng kể người già, người có bệnh nền chưa được tiêm, có nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm bệnh. Vì thế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định, đặc biệt lưu ý những người cao tuổi, người có bệnh nền, chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với hệ thống y tế dự phòng để tiêm an toàn, nhanh nhất, triển khai khẩn trương việc tiêm mũi bổ sung tăng cường. Bộ Y tế phân bổ ngay thuốc kháng virus dạng viên để tỉnh, thành phố tổ chức cấp phát cho tất cả những người bị nhiễm uống ngay sau khi được xác định dương tính. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai hệ thống theo dõi, quản lý sức khỏe cho tất cả người bị nhiễm virus, không để xảy ra tình trạng người nhiễm virus không liên hệ được với cơ sở y tế, không được phát thuốc điều trị ngay. Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp phép, công tác mua sắm, đảm bảo đủ thuốc điều trị, tổ chức tăng cường lực lượng cho các địa phương có yêu cầu. Như vậy, với số ca tử vong tăng, Thủ tướng lưu ý tiêm vaccine cho người cao tuổi, người có bệnh nền. Và đến giờ, câu chuyện bao giờ học sinh được đến trường đang được rất nhiều người quan tâm. Trên mạng xã hội lan truyền một thông báo có đóng dấu đỏ được cho là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mỹ Hạnh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, ký vào ngày 30 tháng 11. Thông báo có nội dung yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cập nhật số lượng học sinh đã tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 đến thời điểm hiện tại. Theo thông báo, những học sinh chưa tiêm thì giáo viên chủ nhiệm phải ghi lý do của những em chưa tiêm, cụ thể bao nhiêu em bị F0, bao nhiêu em bị bệnh không tiêm được, bao nhiêu em chưa đi tiêm, bao nhiêu em phụ huynh không đồng ý tiêm, hạn chót giáo viên phải cập nhật vào chiều 30 tháng 11. Đồng thời, giáo viên chủ nhiệm thông báo với những học sinh chưa tiêm chuẩn bị tinh thần, nếu địa phương có thông báo lịch tiêm thì phải đi tiêm. Điều gây chú ý ở thông báo này là phần nội dung được in đậm. Nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học, dự kiến ngày học trực tiếp là 20 tháng 12 năm 2021. Quy định này đã khiến cho nhiều phụ huynh, không chỉ của trường trung học cơ sở Mỹ Hạnh, băn khoăn, bởi không rõ có quy định nào quy định không cho học sinh chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 không được đi học trực tiếp hay không. Nếu như không phải do ý muốn phụ huynh mà là do cơ địa của trẻ không thể tiêm phòng, thì chẳng lẽ các em cũng không được đến trường hay sao? Được biết, phòng đã liên hệ ban giám hiệu trường trung học cơ sở Mỹ Hạnh để xác thực thông tin, và ban giám hiệu nhà trường xác nhận ra thông báo có nói đến nội dung nếu sau này vào học trực tiếp mà chưa tiêm thì không được vào học. Lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện Đức Hòa cho biết nội dung này là không đúng, bởi hiện tại chưa có quy định nào như thế cả. Phòng đã trao đổi với ban giám hiệu trường trung học cơ sở Mỹ Hạnh để thu hồi thông báo này và thông tin lại cho giáo viên, học sinh, phụ huynh được rõ. Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Long An khẳng định, để chuẩn bị cho học sinh đi học trực tiếp trở lại, bên cạnh việc chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, thì tuyên truyền vận động khuyến khích phụ huynh cho con em tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước khi trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, không có quy định nào về việc học sinh chưa tiêm vaccine sẽ không được trở lại trường học trực tiếp.